là có hai bả kìa. Trời ơi, trời ơi cơ bả. Rồi tạo dáng tao chứ. Trời giống múa giỏ vậy. Trời ơi xinh dễ thương quá, cô đi đại bản đi. Bông ở hai bên nè. Ok, xác chưa? Rồi, xích vô. Xích vô bố chụp kìa. Okay, yeah. Đẹp quá à. Trời của bà Sydney kìa, rất bình thường đi con, không có cần yoga pose sao. Ê, đẹp quá, cô mặt cho mẹ vô vậy. Hey, hey, wait for mommy. Quay ngang không hay quay đứng? Ngang, quay ngang. Không, mình gia đình của mình đang trên đường đi tới một cái nhà hàng gọi là Orange Hill. Đây là một cái nhà hàng nằm ở trên đồi cao nhất ở cái quận Cam nơi mình sinh sống đó các bạn. Đây là một cái nhà hàng Mỹ rất là có cái khung cảnh rất là đẹp vì nó nằm ở trên cao á. Đồ ăn phục vụ ở đó thì chủ yếu là đồ Mỹ thôi. Thì hầu như là năm nào kỷ niệm ngày cưới ông xã mình cũng dắt mình đi ăn ở lên đó đó. Nói chung là nhà mình không phải là một fan hâm mộ của đồ Mỹ nhưng mà chỉ có những nhà hàng Mỹ thì nó mới có cái không khí đặc biệt một chút. Năm nay thì có thêm được có Sydney đi chung nữa. Mấy năm trước thì đi chỉ có Dumi thôi, năm nay thì có cả Sydney nên cả nhà rất là háo hức bởi vì hai bé đã lớn rồi, biết cách thưởng thụ cái không gian nó đẹp một chút thì mình rất là hào hứng. Bây giờ mình quẹo lên trên cái đồi này các bạn, cái đồi này lên rất là cao luôn, đi rất là dốc và cũng mình thấy cũng khá là nguy hiểm đó các bạn, nhưng mà lên tới nơi thì không khí khác hẳn, cảm giác như trên Đà Lạt vậy đó. That's because stress balls gummies contain a clinically proven herb called ashwagandha. Tới rồi mọi người ơi, trời giống mưa quá. Wow, lạnh quá. Sydney, go, đi con. Con follow daddy đi, mẹ quay phim cái. Follow daddy. Dạ. Yeah. Ok. Đi, go. Đi con. Sydney dễ thương không mọi người. Đi. Lần này lạnh dễ sợ luôn á. Lạnh như Đà Lạt vậy đó. Sydney đi con, lẹ lên. Đi, follow daddy kìa. Daddy đi trước rồi, đi theo daddy đi. Đi, đi chậm nè. Lạnh quá. Hả? Go down. When do we get down? You go inside, con đi vô trong nhà hàng. Gia đình mình có hẹn 5:30. Ừ. Đi theo daddy kìa, đi vô. Lạnh quá. Đà Lạt vậy đó. Ở Sydney đẹp quá. Wow. À, có cá kìa. Có cá coi kìa. Wow. Đi Sydney, đi. Theo daddy kìa, daddy.
Ở đây rất là đẹp mọi người ơi. Đi. Đi con, follow daddy, follow daddy, con thích. Thôi. Hả? Đang đợi bàn. Thích quá trời luôn. Ây da, xin đi. Bà thích quá trời luôn. Ồ. Nhà fishy. Fishy. Ủa? This looks like raining, hả? Mưa giả hả? Ờ. Yeah, gia đình của mình đặt chỗ, có đặt chỗ trước lúc 5 giờ rưỡi thì tới hơi sớm cho nên là mình chờ một tí mới tới giờ thì họ sắp bàn cho mình, đang trên đường vào. Cái bàn này gặp ai mà cũng hai trời, cũng cái sảnh to vậy. Wow. Wow. It's beautiful. Wow. Có cái sảnh. Ồ, nhà mình ngồi đâu ta? Đi đi con, come in, wow, đẹp không mọi người. Wow, ở trong, ở giờ nó để bàn cách xa ghê. Hey guys, walk in this way. Đi. Wow. Đi con, ở trong mà có tiệc lớn. Come here, wow. Look. Wow, đẹp không? No, honey. Trời ơi, đẹp quá. I can see your horses. Wanna check out the map, huh? Wow. I can see all the trees. Okay, fine. Thường đi ăn những nhà hàng như thế này thì họ làm đồ ăn rất là lâu các bạn, món ăn chín rất là lâu, cho nên thì mình thông thả, mình đi dạo, mình chụp hình trước khi mà mặt trời lặn, trước khi họ phục vụ món ăn chính thì thường họ có phục vụ những cái món nhẹ như món bánh mì hoặc là món salad. And then I also do have Coke, Diet Coke, Sprite. I have a couple juices. We could do sparkling water, things like that. Iced tea, hot tea, coffee. Thank you. You want what? Soda. You want soda? You want Sprite or Coke? Sprite. Say please. Magic word. Can I have Sprite, please? Of course. I'd like to have sparkling water. Sparkling water? Do we want to do a large bottle of Perrier or do we want to do soda water? Just regular can or small one. I don't need a large Perrier. Okay, so soda water is okay? Yes, soda water is fine. Just plain water, no ice for me. Plain water, thank no you. Ice? You're yeah. Welcome. You want some Sprite? No. Just water, she drinks water with water for her, yeah. Yeah, absolutely. No ice in hers as well? Yes. No ice for her as well. Thank you. Oh, yeah. Just give us a few more moments. So normal temperature to water, Mom? Okay. Năm nay thì gia đình mình order được đồ ăn rất là vừa ý và rất là ngon các bạn. Mình order một phần thịt bò beef steak, prime rib, steak rất là mềm luôn. Còn ông xã mình order cái short rib, steak cũng rất là ngon. Short rib hầm rất là ngon các bạn. Cả hai món này rất là vừa miệng mà mỗi năm trước mình gọi không đúng, mình ăn mình không thích lắm. Friends are not friends.
Long across here. Go. This way. This way. This way. This way. Wow. Oh, look at the sun. Dominique, look at the sun. Sunset. Wow. Sunset. Let's go. Why can't I see the sun a little too big? Go, honey. We are just hot. Yeah, look at this beautiful sunset. Oh, it's a beautiful sunset. Oh, mặt trời lặn này mọi người ơi. Wow, đẹp quá. Oh, little baby couple. Đẹp quá. Đẹp quá mọi người ha, mà bây giờ lạnh quá. Wow, mặt trời lặn rồi. Trước khi họ phục vụ món khai vị, món salad thì thường họ có mang những cái loại bánh mì. Cái này là họ không có tính tiền, giống như là cái này họ tặng cho khách hàng vậy đó. Thì gồm có cái này là cái bánh mì cornbread đó các bạn, rất là ngon. Nó giống như bánh ngọt vậy đó, mình ăn với lại cái cream cheese hoặc là ăn một ít muối Himalaya. Sydney nhà mình rất thích cái bánh mì này. Ngon quá. Giờ đây ăn con bread là đủ. Ô, số 1 hay số 1? Số 1, nói đi, số 1. Mất ngàn nói không được luôn. Tiếp theo là mình order cái một dĩa salad green mix, là gồm tất cả các những loại rau xanh trộn với nhau và một ít cái salad dressing đặc biệt rất là ngon, và cả bơ và một ít cái cherry tomato dạng khô các bạn, rất là chua chua, rất là vừa miệng. Họ phục vụ dao muỗng nĩa tái sử dụng, tuy nhiên là họ đã được tiệt trùng trước khi phục vụ, họ đã dán cái giấy là đã được khử trùng các bạn, cho mình yên tâm. Thường là mình đi ăn nhà hàng Mỹ, gần đây là mình chỉ ăn kêu một cái dĩa salad mình xong rồi đó, mình không có ăn gì khác nữa. Bởi vì cái dĩa salad của nhà hàng Mỹ nó to lắm các bạn, nó to gấp đôi gấp ba ở nhà mình ăn, mà mình không có muốn, mình sợ mập á, cho nên mình chỉ ăn salad thôi. Nhưng mà hôm nay đặc biệt là kỷ niệm ngày cưới thì mình muốn ăn thêm một món chính nữa, cho nên mà mình mới kêu thêm một dĩa beef steak. Tuy nhiên là ăn mới có 1/3 thôi mà mình thở không nổi. You're welcome. Alright, so good. So good is for me here. Thank you, sir. Thank you very much. Can I order one more apple juice for her? Apple juice? Yeah. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Yeah. And now I'm done with this one. Thank you, sir. Thank you very much. You're welcome. Alrighty.
delicious. Cái đó là cái short rib hả? Short rib. Cái này là prime rib ha. Ủa sao mình ăn cái gì vậy? French fry. French fry. Nhai đều ghê. Để gần lại con. You want me to... Ngon không? Ngon bò mềm quá. Con này cũng vậy, mềm sợ. Vậy hả? Ủa, cái này mềm quá ta. Vậy hồi đó đi chắc kêu well done đó. Hôm nay nó cứng. Ngon quá. Yummy. It's yummy, mommy. My, this is yummy too. The boys. Come on. Come on. Ngon quá. Mềm đúng. Ngon quá. Cái bò cũng ngon nữa. Wow. Ngon quá. Lần trước ăn đó bố. Kêu cũng biết mà ăn nó dở đó, không phải quá mà. Ngon ghê, mềm thèo à. Hay là tại vì mẹ gọi heo đanh. Ngon quá. Mềm thèo không? Ngon ghê. Ngon quá. Trời. Cái mỡ nó tan lên miệng. Yes, sure. Yeah, no, 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 thích cái đó đó. Eat plate cho nó. Nhìn nó cũng, nhìn xem này nó không ăn ở đó đâu. Chuyển qua hết cho nó luôn hả? Okay. Anh bỏ chicken strip vào cho Sydney. Một cái rồi. Thank you, Roddy. You're welcome, baby. I have some pepper and salt. Sure, I'll go ask you some. Thank you. Oh, okay. Okay. Cái gì hả? Cái ăn cái tét hả? Like it? Good job. Chấm cái này. Nặng kìa. Sao cũng xích đây à? Giờ nó bén. Giờ để ăn xét. Yeah, listen, don't touch your shoes and then touch your food, okay? Quá rớt luôn cái khăn dưới đất. Lát chắc tôi phải nới cái sợi dây cột eo này. Mặt này. Ôi nó không biết chơi vậy. Don't play with the food anymore. Playing with the food.
Costco á. Nghe mua để trưng kỷ niệm ngày cưới luôn. Đẹp quá. Này không có làm bánh. Dễ thương. Nãy giờ tới nhà rồi. Hôm nay rất là vui. Mới đây là mình đã kết hôn được 8 năm rồi các bạn. Được 2 cục vàng rất là dễ thương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye. Đầu tiên rồi. Tối nay Dominic sẽ được gặp Tooth Fairy. Là ngày 22 tháng 10 2020, Dominic đã móc một chiếc răng đầu tiên. Trời ơi, Dominic giỏi quá. Yay. Wow. One Tooth Fairy. Mm-hmm. To Dominic. Yeah. Open them. Then how did he know the my name? Yeah, she a fairy. Ooh. Wow. Is it the money? Yeah. Wow. It's a lot of money. I got lots of money. Then what are those pink things for? Thing she... Can you read it? Hi, Dominic. It's time to fairy. Mm-hmm. It's me. It's me, Tooth Fairy. Thank you for. Thank you for all your shiny, tiny tooth. I love it. I love it. Mm-hmm. You are such a brave girl. Ooh. I give you $10. $10. You can save it or buy something you like. Please take care the rest of your baby teeth. I will come back soon. I have a wonderful day. Wow. I'm too fairy. You're so lucky, Dominic. Anna, you got money. $10. What does $10?